Trận đấu mang ý nghĩa quyết định giành tấm vé vào vòng chung kết U20 châu Á. Khi cả hai đội bóng đều đang có lợi thế như nhau. Quyền tự quyết được chia đều cho U20 Việt Nam và U20 Indonesia. Kịch bản nào sẽ xảy ra? 20 giờ ngày 18 tháng 9 trên VTV6 và VTV5. U20 Indonesia, U20 Việt Nam. Trước đó là phần bình luận trước trận đấu. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem